liên tiếp xảy ra tai nạn đuối nước ở nhiều địa phương và để lại hậu quả nghiêm trọng, không ít các nạn nhân tử vong, trong đó chủ yếu là trẻ em, học sinh. Những tai nạn đuối nước với hậu quả đau lòng xảy ra một phần là do các nạn nhân chưa có kỹ năng bơi lội, kỹ năng tự cứu mình giữa dòng nước chảy xiết. Bên cạnh kỹ năng bơi lội thì kỹ năng cứu người khi gặp tai nạn đuối nước cũng cần được quan tâm rèn luyện để có thể vận dụng khi cần thiết. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi Sống Khỏe trên Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra tai nạn đuối nước ở nhiều địa phương và để lại hậu quả nghiêm trọng, không ít các nạn nhân tử vong, trong đó chủ yếu là trẻ em, học sinh. Mùa hè đang đến, ngoài việc đi tắm biển thì các em thường tìm đến những con sông, suối, ao hồ để vui chơi và tai nạn không may đã xảy ra. Sự lơ là chủ quan của phụ huynh không kiểm soát được việc con em mình tìm đến khu vực không an toàn để vui chơi. Ao hồ thì sâu nhưng không có rào chắn, sông suối thì không có biển cảnh báo nơi nguy hiểm. Những điều này đã vô tình gây ra hậu quả đáng tiếc, đau lòng thời gian qua. Bãi tắm tự phát này là nơi khiến cho một học sinh phải ra đi mãi mãi vì bị đuối nước. Sau khi cùng nhóm bạn rủ nhau ra tắm vào một buổi trưa hè, dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi đi tương lai của một đứa trẻ đang lớn, cùng nỗi đau vô vọng của gia đình, bạn bè. Đó chỉ là một trong những tai nạn đuối nước xảy ra trong thời gian gần đây. Từ bãi tắm tự phát đến sông, suối, ao, hồ hay kể cả khu vực bãi biển đều có những tai nạn thương tâm. Như mọi khi á, là có cái chú ở đây, chú trông bến ở đấy. Thế như hôm đấy chú có việc chú lại về trước giờ. Đấy. Thế cho nên là không may cho các cháu thì là nó sơ xảy ra như thế. Nhưng bây giờ thì gia đình cũng không biết làm thế nào được, nó cũng xót xa quá. Trưa là bố đi làm, mẹ ở nhà, thì mẹ nhắc con đi ngủ rồi. Mẹ nhắc con đi ngủ rồi mà con lén đi chơi mất. Còn mẹ ra đằng trước mẹ mua hàng thôi. Mà đến quay đi quay lại là không thấy con nữa, thì mẹ nóng ruột quá rồi đi tìm con thì sự việc nó xảy ra là thấy dép của con ở trên bờ. Giá mà khu vực ao hồ có rào chắn, giá mà sông suối có biển cảnh báo, có người nhắc nhở, giá mà gia đình kiểm soát con em mình cẩn thận hơn. Nhưng trên thực tế cuộc sống đã không tồn tại chữ giá mà, và thời gian cũng không quay trở lại để chúng ta có cơ hội sửa sai. Có chăng chỉ là không để sai lầm lặp lại. Những tai nạn đuối nước với hậu quả đau lòng xảy ra một phần là do các nạn nhân chưa có kỹ năng bơi lội. Dòng nước chảy xiết, các em không biết cách để tự cứu mình hay hỗ trợ những nạn nhân khác. Đây cũng là một trong những vấn đề mà phụ huynh cần lưu ý để rèn luyện cho con em mình, tránh được tai nạn đuối nước. Hiện một số trường học đã có tổ chức dạy kỹ năng bơi lội cho học sinh, tuy nhiên số lượng này không nhiều. Bên cạnh đó, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên suốt 2 năm qua, việc học bơi của trẻ cũng bị gián đoạn. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, những bể bơi công cộng có người hướng dẫn kỹ năng bơi lội chỉ vừa mới mở cửa trở lại để đón khách. Những cơ sở chuyên dạy về bơi lội cũng không có nhiều. Mặc dù được ngành giáo dục quan tâm, tuy nhiên, phía nhà trường cho biết vẫn còn nhiều khó khăn để đào tạo kỹ năng bơi lội cho học sinh. Một trong những cái khó khăn mà như những năm trước nhà trường triển khai là khi liên hệ đến các bể bơi, thì thường các bể bơi là được do tư nhân họ thầu, và cái giá thành nó khá cao đối với học sinh. Cái khó khăn nữa là thường là đến các bể bơi thì khoảng cách nó xa, cho nên là phụ huynh và học sinh là ngại khi đưa đón con. Kiến thức, nhận thức của các cấp các ngành rồi của cộng đồng, đặc biệt là của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và của trẻ em về các nguy cơ gây đuối nước của trẻ em thì vẫn còn hạn chế. Vấn đề thứ hai đó là trẻ em Việt Nam của chúng ta thì vẫn thiếu các cái kỹ năng an toàn, rồi là rất là ít trẻ biết bơi, tỷ lệ biết bơi khoảng hơn 30%, thì đấy cũng là cái vấn đề mà có thể là dẫn đến cái tử vong đuối nước. Mùa hè đang đến, trẻ sẽ có nhu cầu đi vui chơi ở các khu vực như sông, suối, ao hồ hay đi tắm biển.
phụ huynh cần quản lý con em mình cẩn trọng hơn, đào tạo kỹ năng bơi lội cho trẻ để có thể ứng phó với những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Bên cạnh kỹ năng bơi lội thì kỹ năng cứu người khi gặp tai nạn đuối nước cũng cần được quan tâm rèn luyện để có thể vận dụng khi cần thiết. Trong một số vụ tai nạn đuối nước trong thời gian qua, kỹ năng cứu người hay sơ cấp cứu cho các nạn nhân đuối nước vẫn còn khá hạn chế. Nếu khắc phục được những vấn đề trên thì có thể giảm thiểu được hậu quả đáng tiếc khi gặp phải tai nạn đuối nước. Lưu ý quan trọng khi thấy một người đuối nước là không được phép biến mình trở thành nạn nhân thứ hai. Nếu gặp người đuối nước mà bản thân không biết bơi, hãy gọi hỗ trợ thay vì nhảy xuống cứu nạn nhân, vì khi đó hậu quả có thể tăng gấp đôi. Hô hoán thật to để tìm sự giúp đỡ của những người xung quanh. Trong tình huống là cứu người ở vùng nước tĩnh ấy, nếu mà mình biết cách xử lý tốt thì không sao, nhưng mà nếu mà không xử lý tốt, cứ thế mà ví dụ thấy người ta kêu đuối cái là cứ thế nhảy xuống thì là rất là sai lầm. Thì trước hết là chúng ta phải hô hào những người xung quanh để cùng nhau giúp đỡ, để giúp mình và giúp người chết đuối. Tránh trường hợp là người ta hay bơi ra trước mặt, thế là bị nạn nhân tóm. Những người bị chết đuối thì người ta vớ được cái gì là người ta tóm vào cái đấy, cho nên là dễ bị người ta dìm xuống. Đó, và thứ hai là người ta hay mặc đồ, người ta cứ thế người ta lao xuống. Khi mà cứu đuối thì chúng ta lên cởi hết đồ để bơi cho nó nhanh nhất và gọn, để dễ dàng giúp đỡ người bị chết đuối. Ví dụ như ở những cái ao hồ thì chúng ta có thể tận dụng, nhất là xào gậy, que gậy thì đưa ra cho người chết đuối nếu mà trường hợp là người đuối nước ở gần bờ, hoặc là mình cởi áo ra, một tay nắm lấy tay áo, một tay lém ra cho nạn nhân để người ta bám vào. Những lưu ý khi cứu người đuối nước: trường hợp nạn nhân không quá xa bờ và người cứu không biết bơi, sử dụng một cây gậy dài hay vật dụng tương tự để có thể kéo nạn nhân lên. Sử dụng những vật cứu trợ có thể ném được cho nạn nhân như phao cứu trợ, áo phao, đệm nổi. Trường hợp nạn nhân ở xa bờ, cần tiếp cận để ứng cứu. Nếu không thể cứu người bằng những phương pháp trên mà phải bơi ra để cứu nạn nhân, thì người cứu nạn phải bảo đảm có kỹ năng bơi lội tốt và có thể mang theo đồ cứu trợ. Lưu ý cần bơi vòng ra phía sau để tránh tiếp cận từ phía trước, vì có thể sẽ khiến nạn nhân ôm chặt và dìm xuống nước. Cuối cùng là bơi thẳng đến bờ và kéo nạn nhân ở phía sau. Khi vớt được nạn nhân, hãy đánh giá nạn nhân, gọi xem có đáp ứng hay không. Nếu đáp ứng, trả lời tốt thì đưa về tư thế hồi phục, nằm nghiêng sang một bên. Khi gọi hỏi không đáp ứng, ngay lập tức hô lớn, gọi người hỗ trợ rồi nhanh chóng mở thông đường thở. Cho nạn nhân lên vai vác chạy, đấy là một trong những cái về sai cơ bản trong cấp cứu đuối nước. Thế thì khi cấp cứu đuối nước thì đầu tiên chúng ta phải tiếp cận an toàn để bệnh nhân lên một mặt cứng. Nếu như đường thở chúng ta nhìn thấy cái đường thở mà có thể chúng ta loại bỏ được thì chúng ta sẽ loại bỏ được ngay, còn không thì chúng ta sẽ đi vào hà hơi trong ngày. Và khuyến cáo là chúng ta hà hơi 5 nhịp và chúng ta sẽ ép tim 15 nhịp. Hoặc là những ai đã có kỹ thuật sơ cứu rồi thì chúng ta sẽ là 15 2 thổ ngạt và 15 ép tim. Dù nạn nhân đã thở được bình thường sau khi cấp cứu thì cũng phải đưa đến cơ sở y tế để tránh tình trạng phù phổi cấp. Tình trạng phù phổi cấp tiến triển rất nhanh, có thể gây nguy hiểm khôn lường nên không được chủ quan. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Sống Khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.